các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Đừng lấy vật không phải của mình. Ông X thưa: Sư phụ, con quy y đã hơn 30 năm, chưa từng lãng phí bất cứ thứ gì, cũng chẳng dám làm chút gì sai nhân quả. Nhưng 2 năm gần đây, bao tử con có cảm giác như bị kim châm. Tới bệnh viện khám, họ lại nói bao tử con tốt như thanh niên, chẳng biết con tạo nghiệp gì. Phiền sư phụ xem giúp giùm con. Hòa thượng Diệu Pháp mỉm cười bảo: Tôi mà mở phòng mạch chuyên trị bệnh bao tử, chắc là phát lắm đây. Mọi người nghe rồi đều cười ồ. Sư phụ hỏi cư sĩ X: Ông mấy năm nay mỗi lần dùng bữa xong đều xài tăm xỉa răng phải không? Dạ phải. Ông thường ra tiệm dùng cơm? Dạ phải. Dùng cơm xong thì xỉa răng, ông còn lấy vài tăm xỉa răng đem về? Lão cư sĩ lộ vẻ rất kinh ngạc, nói: Con và anh bạn mỗi lần ra ngoài tiệm ăn cơm á, đều phải trả 120 đồng, còn dùng mấy cái tăm xỉa răng thì có tội gì thưa sư phụ? Đúng vậy, tăm xỉa răng chúng cung cấp miễn phí cho thực khách sử dụng, cho dù bữa ăn ông có trả 100-200 đồng đi nữa thì cũng không được tùy tiện lấy nhiều tăm đem về nhà dùng, trừ phi viên phục vụ mời mập tặng cho. Họ đã không mời mà ông tự lấy nhiều mang đi, tuy chẳng thuộc lỗi ăn cắp, nhưng phát xuất từ tâm tham. Cho dù niệm tham này rất nhỏ, nhỏ tới mức ai nhìn thấy cũng không trách chi ông, nhưng ông là đệ tử Phật, đã phát Bồ Đề Tâm, đã thọ giới Phật, cần phải giữ cho nghiêm. Hễ không phải của mình thì không nên lấy, dù là cọng cỏ, ngọn cây cũng không được tham. Đạo lý này người tu hành Bồ Đề không thể không minh bạch. Bây giờ ông đã hiểu rõ chưa? Lúc này lão cư sĩ pháp hỷ sung mãn, cao hứng nói: Dạ hiểu, thưa sư phụ. Hòa thượng Diệu Pháp nói tiếp: Đối với người tu hành Bồ Đề mà nói, mỗi một cử tâm động niệm đều rất quan trọng. Ông chỉ lấy mấy cây tâm mà bao tử khó chịu, đây chính là chư Phật Bồ Tát gia trì, ngăn lỗi ngay từ manh mún, giúp ông đời này mau tu thành chánh quả. Đấy gọi là trong hư không chuyển từng vi tế, trong vi trần chuyển đại pháp luân. Hiểu rõ đạo lý này, ông nên quản túc thân khẩu ý cẩn thận, bệnh sẽ không còn nữa. Ha ha ha,